Công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn Alibaba tẩu tán tài sản. Tối 27 tháng 9, một nguồn tin xác nhận với báo Người Lao Động rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do công ty cổ phần địa ốc Alibaba đứng tên, đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hành động này nhằm ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản, giao dịch chuyển tên người khác. Chính vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất do Alibaba đứng tên. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho công ty cổ phần địa ốc Alibaba ngày 21 tháng 5 năm 2019. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1985, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Alibaba, và Nguyễn Thái Lĩnh, em ruột Luyện, tổng giám đốc Alibaba. Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực, em ruột bị can Luyện, cũng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc gom 600 hectare đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, phân lô bán nền. Các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán đất nền đối với 6.700 người để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Alibaba hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy đất nền làm mồi nhử khách hàng, tạo niềm tin rồi chiếm đoạt tài sản. Hơn một tuần sau khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị có vai trò chủ mưu, chỉ đạo em trai Nguyễn Thái Lĩnh là tổng giám đốc lập các công ty con thu gom hơn 600 hectare đất nông nghiệp. Sau đó, Alibaba quảng cáo rầm rộ các dự án bao gồm 29 dự án tại Đồng Nai, 9 dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu và 2 dự án tại Bình Thuận. Tất cả đều chưa được chính quyền cấp phép. Tính đến ngày 30 tháng 6, công ty này đã ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu được 2.500 tỷ đồng. Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát xác định công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Đây là phương thức huy động vốn của người này để trả nợ cho người khác thông qua bán sản phẩm là đất. Vậy Alibaba đã làm như thế nào? Lấy một ví dụ, công ty Alibaba huy động vốn được 100 tỷ đồng rồi đi mua 10 hectare đất nông nghiệp ở Đồng Nai. Họ công bố sẽ chia số đất này theo cơ chế 3-7, tức là 30% sẽ làm hạ tầng, 70% phân lô bán nền, mỗi nền 100m². Như vậy, công ty này có 700 nền bán cho khách. Khách mua nền sẽ được chia làm hai loại, một là người nhận đất, hai là người không nhận đất mà nhận lãi suất với điều kiện là nền đó được Alibaba toàn quyền sử dụng. Sau đó, Alibaba chia thành 3 đợt mở bán. Ở đợt mở bán lần thứ nhất, mỗi nền đất có giá 300 triệu đồng. Nếu bán hết 700 nền này, Alibaba sẽ thu về được 210 tỷ đồng, gấp đôi số tiền bỏ ra mua đất ban đầu. Alibaba sẽ chia theo nguyên tắc 20-80, tức là 20% khách chọn nền đất, 80% còn lại chọn nhận lãi suất hấp dẫn. Như vậy, với 80% của 700 nền đất, Alibaba sẽ tiếp tục có trong tay 560 nền. Lúc này, họ tiếp tục mở bán đợt 2 560 nền này với giá 420 triệu đồng trên nền. Giá này bao gồm giá đất đợt 1 là 300 triệu đồng, cộng với lãi suất phải trả cho khách hàng đợt 1 và 10% chi phí quản lý của Alibaba. Nếu bán hết 560 nền, họ sẽ thu về 235 tỷ đồng. Alibaba tiếp tục chia theo nguyên tắc 30-70. Với 70% của 560 nền đất, Alibaba tiếp tục có trong tay 392 nền để kinh doanh. Họ tiếp tục mở bán đợt 3 392 nền này với giá 588 triệu đồng mỗi nền. Giá này bao gồm giá đất đợt 2 là 420 triệu đồng, cộng với lãi suất phải trả cho khách hàng đợt 2 và 10% chi phí quản lý của Alibaba. Nếu bán hết 392 nền này, họ thu về 320 tỷ đồng. Lúc này, Alibaba tiếp tục có tiền để trả lãi suất cho khách hàng ở đợt 2. Sau 3 lần mở bán 700 nền đất, Alibaba đã thu được 765 tỷ đồng, gấp 7 lần số tiền bỏ ra ban đầu. Các dự án của Alibaba đều có điểm chung là đất nông nghiệp, nằm gần các khu vực có dự án được quy hoạch trong tương lai như sân bay Long Thành, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cầu Cát Lái nên hấp dẫn người đầu tư sinh lời. Nhiều ngày khám xét, cảnh sát thu giữ gần 400 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, hơn 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ô tô, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu khác. Với phương thức kinh doanh trên, chỉ trong 3 năm hoạt động, Alibaba đã phình to nhanh chóng với vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng ban đầu
Công ty này công bố đã tăng lên thành 5.600 tỷ đồng với số lượng 2.600 nhân viên. Cơ quan điều tra cho biết, đến nay đã có hơn 900 người làm đơn tố cáo công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.